Chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã trở lại với Channel Invest và Travel của mình. Hôm nay Jason muốn chia sẻ với các bạn một chuyện rất là thú vị trong thị trường chứng khoán, à, đó là Santa Rally. Thì hẳn các bạn trade stock nhiều năm, các bạn có thể đã nghe vào cái danh từ uh, Santa Rally. Thì uh, thật ra Santa Rally là gì? Bây giờ mình sẽ nói một chút về lịch sử Santa Rally. Các bạn nghe à, từ năm 1950 cho đến năm 2019 thì 76% nó đã có một cái Santa Rally là thị trường đều đi lên vào năm ngày cuối cùng của tháng 12. Thì thành ra cứ vào thời điểm đó thì mọi người đinh ninh rằng và có thể nói mọi người hy vọng rằng thị trường sẽ lên lại rất nhiều vào thời gian đó. Và thật sự mà nói trong vòng 10 năm trở lại từ năm 2010 đến năm 2020 thì thị trường chỉ có Santa Rally chỉ có 0.38% mà thôi. Uh, thành ra không phải năm nào cũng sẽ có Santa Rally nhưng mà như theo thống kê đó thì kể từ năm 1950 đến năm 2019 thì đã có tới 76% là đều có Santa Rally có nghĩa là hầu như là cứ uh, một vài năm là sẽ có không phải năm nào cũng có nhưng mà khi mà thị trường có cái Santa Rally thì uh, thị trường sẽ lên rất là nhiều vào thời điểm đó thì người ta đã làm nghiên cứu người ta đã làm uh, research thì người ta mới phát hiện ra điều đó cho nên người ta mới đặt tên là Santa Rally. thì năm này Santa Rally có xảy ra hay không mình không hề biết được. mình hy vọng nó sẽ xảy ra để cho mọi người nào đã mua stock thì có thể sẽ có lời à, và nó lên bao nhiêu thì tùy vào mỗi năm. có năm nó lên được tới 2%, phần trăm ba phần trăm, có nơi, có năm nó chỉ lên có 0.8 phần trăm mà thôi. thì à, cái người mà phát hiện ra cái Santa Rally này có tên là Uh, Yale Hurt thì đó mọi người cứ để ý đến cái pattern là cứ mỗi năm mọi người uh, nghĩ rằng sẽ có cái Santa Rally thì như mình đã nói năm nay mình không biết có hay không hy vọng là sẽ có để cho mọi người có một cái uh, Christmas vui vẻ vì thị trường lên thì mọi người đều vui cả và theo thống kê thu nhập từ công ty Stock Trader uh, của cái ông Yale Hurst thì trong vòng 70 năm qua từ năm 1950 cho đến năm 2020 thì Santa Rally đã xảy ra 57 lần. Và on average trung bình thì cái thị trường SP 500 nó đã lên được 1.3%. Và một cái ví dụ là trong vòng 7 ngày từ ngày 24 tháng 12 năm 2008 đến ngày 1 đến ngày 5 tháng 1 năm 2009 thì SP 500 đã tăng 7%, 7.3% thì chính xác hơn và vì gần cuối năm cho nên rất nhiều nhà đầu tư người ta mua ra bán vô rất là nhiều để người ta có thể xử lý chỉnh đốn adjust cái portfolio của người ta cho nên cái số lượng người mua bán nó cũng xảy ra rất là nhiều cho nên khiến cổ phiếu đi lên uh, cũng là điều không có gì ngạc nhiên cả Vậy thì làm sao mình biết được ngày nào sẽ có Santa Rally Dĩ nhiên mình không hề biết được nếu như từ đây cho đến Christmas mà các bạn thấy thị trường sẽ xảy ra liên tục uh, 3, 4 ngày hoặc là 5, 6 ngày mà thị trường cứ lên liên tục thì mình cũng có thể cho rằng đó là Santa Rally. À, dĩ nhiên thị trường chứng khoán có lên lại hay không thì tùy vào rất là nhiều lý do không phải dựa vào Santa Rally. Nhưng mà lý do tại sao mọi người nghĩ rằng nó sẽ có Santa Rally là tại vì vào thời điểm gần à, cuối năm thì thường thường đó là cái mùa holiday thì các bạn biết đó mùa Christmas Uh, Thanksgiving sẽ sắp đến và sau đó sau Christmas mình sẽ có New Year cho nên mùa đó là mùa người ta mua sắm, người ta rất là phấn khích, người ta rất là uh, happy. Thành ra mọi người không có nghĩ về vấn đề thị trường chứng khoán lên xuống mà mọi người spend tiền uh, mua đồ đạc, dành thời gian cho gia đình, đi chơi vân vân. thì thành ra người ta sẽ nghĩ tích cực về thị trường chứng khoán thời điểm đó hơn, uh, cho nên nó thường hay xảy ra là market đi lên vào thời gian đó. Alright, thì đó chỉ là một chút lịch sử về cái Santa để cho các bạn biết tại vì nhiều bạn cũng hỏi mình Santa Rally là gì và năm này có hỏi hay không. Thì mình cũng nói rằng mình không hề biết, mình cũng chưa bao giờ thấy ông Santa bao giờ cả. Thì uh, nếu như bạn còn gì thắc mắc thì các bạn có thể uh, comment trong video cho mình biết, mình sẽ giúp các bạn giải đáp những thắc mắc đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và nhớ đón xem video lần sau trên Channel Invest và Travel của mình. Nếu các bạn chưa có subscribe thì hãy subscribe và uh, click like, share cho nhiều người biết đến để mình cùng nhau học hỏi. Alright, chúc các bạn một ngày vui và chúc các bạn đầu tư luôn gặp nhiều may mắn.